cô ấy đang lo lắng cho làn da của mình. Cô ấy bị mệt mỏi. Cô ấy lo lắng vì sức khỏe đang bị suy yếu. Đừng lo, vì giờ đã có sản phẩm Super Stem Cell của công ty Be Believe. Super Stem Cell của công ty Be Believe có tác dụng tạo ra các tế bào mới để thay thế các tế bào bị bệnh, thúc đẩy quá trình sinh sôi những tế bào tốt hơn, đẩy lùi bệnh tật và tuổi già. Super Stem Cell có nghĩa là tế bào gốc giúp cải thiện năng lượng, tăng cường hệ thống miễn dịch, cung cấp dưỡng chất nhanh chóng, phục hồi sau khi bị bệnh và hỗ trợ chống viêm nhiễm. Nhờ có sản phẩm Super Stem Cell của công ty Be Believe mà giờ đây cô ấy đã không còn phải lo lắng nhiều. Cô ấy đã có một làn da mịn màng, một sức khỏe và tinh thần minh mẫn. Sản phẩm Super Stem Cell của công ty Be Believe, người bạn đồng hành tốt nhất giúp giữ mãi tuổi thanh xuân của chúng ta. Mọi chi tiết xin gọi 1-888-504-0888 hoặc vào website www.vietshoppingtv.com. Sản phẩm hiện đang được phân phối độc quyền tại Viet Shopping TV. Chúng tôi nhận đại lý khắp nơi.